Chắn rồi. Yo, what's up chào các bạn. Và tụi mình đã đến Đà Lạt thì ở đây là con ếch kéo này. Xin chào tất cả mọi người, thì Chariot đã đến Đà Lạt. Hơi lớn đúng không? Chắc vậy á, nhưng mà không sao đâu. Chào đi anh, đang làm vlog đó. Nè, đó người ta chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt mà. Nói một câu thì cái lại chém ra. Mày thay đổi với tao đi. Về nhớ cào mụn là được. Anh đợi đi, buổi tối em chụp cái mu với mình. Nhìn chân mày tao ước mơ được giống vậy á. Mà xa. Xa lần siêu. Trời ơi, tao bảo ra đi. Đâu, vừa quay cảnh này. Cô dâu chú rể cười tươi lên nè. Với thầy cha người ta sẽ làm vậy á mày, chứ mình không có làm được vậy. Tại vì anh quay em á. Em đi. Anh cảm nhận xin như thế nào? Quá đây. Thì bây giờ thì mình đang ở gọi là cà phê cái gì mùi hè mùi nào đây là một trong những chàng trai thẳng thích ít ỏi trong nhóm, và đây là bé Quang Định. Nhìn vậy thôi mà bé Quang Định rất là nhỏ tuổi, mới có 2k2 thôi, vậy chưa phát triển lắm. Nhưng nghe mặt lên tuổi quá. 2k2 người ta nói 2k2 là đây trai thẳng còn lại. Còn đây là kiếm thôi, là một trai thẳng. Hiện tại là mình đang với anh Văn là một cặp. À không, một thì bạn ơi, bạn chia sẻ cái cảm xúc của mình mà lúc mà mình tham gia cái buổi đi chơi Đà Lạt này. Vui. Cả nhà mình không, bạn thế là vui rồi. Ngoài cái từ vui ra bạn còn cái từ gì đó, không lẽ 12 năm đèn sách của bạn có gì vui. Sao bạn háo hức. À, xin giới thiệu mọi người, đây là dây chuyền của anh gà. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Không được. Còn em bây giờ chỉ xin chào thầy Trang.
nếu đánh nhau mạnh là trả tiền cũng mạnh luôn. Ôi trời ơi, con mất dạy. Hôm nay mình sẽ review túi mưa to cho các bạn. Ok, xin chào mọi người. Và đây là túi mưa to. Địa chỉ là đường gì nhỉ? Đây mình tìm tên đường. Chú ơi chú, tên đường này là đường gì ạ? Hẻm 31, hẻm 31, 31 cái gì xẻng 5, à hẻm 31 xẻng 5. Đây là túi mưa to. Tiếng bây giờ đang là 15 độ C. Mình đang đợi. Chúng mình đến đây để thấy khu rừng này. Khu rừng này. Chiều hoàng thật là tên nên nên. Anh nhớ xeo. Bạn này phải quay từ dưới lên mới. Ôi. Ủa bạn ơi, sao bạn giữ kẻ vậy? Thấy nãy bạn cười dữ lắm mà. Xin chào mọi người. Và đây là quán nướng gì thầy nhỉ? Tiêu ơi. Tiêu, nói khán giả đây là quán gì nhỉ? Dữ vậy mà. Ok, anh quay rồi. Ủa, anh thấy không được, anh dạy chắc không đấy nhỉ? Là quẹ cuộc đời. Còn anh này là anh bác dù rảnh cái bên. Ờ, tính ra làm cái gì cái bên. Tính ra anh này là đầu. Anh vô đóng lửa luôn đi. Đúng đầu bếp ấy mà sao nướng toàn khét à. Rồi, cái chỗ nào. Công nhận đấy. Trời ơi, đây nó cái này, nó cái này. Anh quay miếng thịt chân xì đi. Rồi, nó vừa cái xong đó. Em phải có tiền mấy bạn hả thương. Mày quay cái bản mặt. Là đúng thằng ghê. Video này sẽ được lên TikTok nha. Entertain. Ôi to thế. Đúng, 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 đúng. I just wanna be your boy. Hay quá. Lên nào. Lên. Your boy. Ê, mình biết bài này nha. Đây cầm nha, cầm nha. Có tàn lửa bay rồi ha, ghê. Trời ơi,
Mạnh vô, mạnh vô. Hồi đánh lộn thì cầm cái súng ra. Chào mừng đến với chương trình NT10 phỏng vấn cùng NT10. Người đầu tiên chúng tôi phỏng vấn là Quang Định. Bạn cho tôi phỏng vấn là hôm nay là ngày bao nhiêu đấy? Tại sao hôm nay bạn đi chơi mà mút bạn tối thế nhở? Em xin lỗi nhưng mà sáng giờ em khá là buồn ngủ chứ em không muốn đeo mối tù với mẹ nhà em chỉ buồn ngủ rồi. Hôm qua hình như là bạn đã chốt một câu là bạn chốt một câu với tất cả các khán giả và mọi người hâm mộ bạn rằng là bạn bảo là dù chơi game như nào ngày mai bạn vẫn quyết chiến tới cùng. Mà hôm nay thấy năng lượng bạn hơi ấy thì bạn giải thích sao về vấn đề này? Bạn hơi ấy là yêu cầu MC chấn chỉnh lại cách phỏng vấn của mình. Và bây giờ sẽ có một dòng like ở dưới đây nhá. Hơi ấy có nghĩa là mất tổn. Em sẽ nhắc lại, em chỉ hơi buồn ngủ một xíu thôi chứ em không hề có tục muốn gì ở đây, em chỉ hơi buồn ngủ thôi nha mọi người. Anh thấy sao về cái thái độ của Quang Định từ sáng đến giờ? Nguồn năng lượng. Vậy. Để mà nhắc đến Charlotte, chúng ta không thể quên được cameraman của chúng ta. Sản xuất hơn 5 MV. Ok. Cùng đến với anh Quang Nhật Nguyễn. Gà mạch lạc nha. Nói chuyện mạch lạc nha. Trời, nói chuyện mạch lạc bạn. Gà đang đi Hawaii. Xin chào mừng các bạn đã đến với Chariot này mình đó. Ai có quan tâm tới cái kênh của mình là kênh người trong văn phòng có thể. Với vai trò làm cameraman của Chariot thì anh cảm thấy như thế nào cho buổi đi chơi của hai ngày hôm nay? Chắc hẳn thì mọi người sẽ nghĩ là mình sẽ nói là vui thôi, mà vui thì quá tầm thường đúng không? Nó sẽ có những nhiều kỷ niệm hơn, chẳng hạn như là mình chạy nhanh hơn thì Quang Định sẽ la khóc thét lên, rồi có những cái cảnh khoảnh khắc là vui là mình sợ mọi người. Cảm ơn chị vô đây ạ. Có những lúc mà mình đòi ngủ ở dưới đất mọi người không chịu, cứ bắt mình ngủ ở trên giường, mình không hiểu các bạn rất là hiếu khách, mình rất là cảm ơn, rất là trân trọng. Bóc phốt vậy ạ? Mình không hiểu sao khi ngủ dưới đất mọi người ạ. Hiểu kiểu gì luôn. Chúng ta không cần giới thiệu nha, để anh ấy tự giới thiệu. Anh ấy có thể làm nên tất cả. Hi. Nói gì fan đi anh? Fan nào? Fan đây đi, fan. Chào các fan gần vậy. Quay style của này nhỉ? Có phải hơi rỗ sao đây? Sao đây còn sửa? Nên ra nắng cho nó đẹp. Ok, đây. Hi mọi người, mình là Tyler đến từ Chariot Dance Team. Bây giờ chúng ta đang ở Đà Lạt rồi vậy. You're very một quán cà phê có style Hàn Quốc. Chúng mình đến đây từ lúc 11 giờ và hiện tại bây giờ là 2 giờ, chúng mình đang chuẩn bị hoàn thành những bức hình cuối cùng để có thể di chuyển đến một địa điểm mới. Hy vọng là mọi người sẽ theo dõi chúng mình nhiều hơn trong những sản phẩm tiếp theo của Chariot. Nó nhỏ hơn, tại vì đây là một nhân vật nổi tiếng. Chúng ta phải canh đúng lúc là bạn ấy tác nghiệp xong thì chúng ta mới có thể phỏng vấn được. Xin chào và đây là kênh phỏng vấn cùng NT10. Ok, thì em bắt đầu tham gia cái buổi team building cùng Chariot trong vòng 2 ngày hôm nay. Thì hôm nay là trưa thì coi như là một ngày rưỡi đi. Thì bạn có cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận là em cảm thấy lỗi make up. Thực ra thiện nha mọi người, thì có thể là chill, không biết là vui. Mọi người đối xử với nhau như một gia đình nha. Có việc xúc. Dạ, chân. Ok, từ từ đi. Em có cảm nhận như thế nào khi mà tham gia một ngày rưỡi tham gia cùng Chariot team building nào? Mấy chị, nãy tao quay clip nè. Tại sao mà hôm nay Nancy lại bật Mr. Cử? Đẹp luôn, quay góc đẹp luôn. Ôi, đẹp luôn. Thật ra không phải chỉ là lần đầu tiên đâu mọi người, rất là nhiều lần rồi. Và đây là sở thích của em nha. Anh biến à? Má Cử. Nói một câu thì cái lại chém ra. Anh cứ đẩy em nhỉ? Em hút rồi nó đấm em chết đấy. Xong nó méo như này rồi. Anh chị sao méo? Ôi, anh chị sao? Đừng làm vậy. Rồi, nó méo xem rồi. Em làm gì cái máy quay này? Cái gì đây? Đây là người làm cái máy quay đang bị nghiêng như này mọi người ạ. Giờ nó không thẳng lại được. Giờ nó cứ bị như này thôi. Đây là vua anh. Là nó cứ lỏng lẻo này. Đi quay đây em.
ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Been moving like my Lisa, think you fly away, you'll be some Mona Lisa, kinda Lisa needs an ice cream and a treat. Đừng có tưởng đeo khẩu trang vào đẹp trai hơn thì em là thiên tài. Let's go. Bạn đeo khẩu trang vào cô không có dư tính đâu đi. Rồi bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau diễn viên đến lượt ca sĩ thứ hai nha. Yo yo. Why the fuck you lying? Oh!
anh lúc nào cũng hất hủi em vậy? Anh có hất hủi mà anh muốn tốt. Anh muốn là ngày mai em phải spotlight thì anh sẽ cầm anh quay em. Chứ ngày mai em đừng có làm tấu hề. Rồi nhưng mà em có thể khai thác ở trong của phòng của em. Hai anh kìa. Em quay vlog nè. Đúng rồi. Đây. Ai vậy? À, không, cái này là quay vlog. Quay qua đây. À chó mày. Em ơi. Hello. Phát hiện rồi nha. Mẹ, mẹ mày qua đây. Cái telephone tao mày để đâu? Cái l*** gì? Tao đang quay vlog cho chị Thịnh nha, chữ thề. Rồi làm gì làm quảng cáo cắt cắt mà vậy? Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ tan vào những em đêm tối đây, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ trong vui lắng lo vào sáng mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Một, hai, ba, vô. Ghi lại kỷ niệm. Hai ly vô nhỏ độc vụ. Tại vì nó vừa kêu tên anh mà nó còn vừa không kêu. Hồi nãy nó tên này nè. Mày tên gì? Mốt gì em? Em vừa mới gọi tên nha. Biết sao? Biết tiếng Anh là gì? Sao bạn ơi, sao bạn không vô nhảy vậy? Không có biết mà bạn. Trời ơi, mà đòi người ta đổi nhạc. Đã vừa kết thúc cái buổi vlog ngày hôm nay. Thì nếu mà các bạn có quan tâm cái buổi này là buổi chuyển nhượng camera thôi nha. À buổi chuyển nhượng camera thôi. Thì nếu mà các bạn có quan tâm đến kênh Chariot Dance Team thì có thể like, share hoặc là subscribe cho kênh. Đưa link ở đây nha, đưa link ở đây. Quay buông ơi. Khi mà người ta đã coi cái này rồi là người ta đã biết cái kênh này rồi, người ta mới vô coi ba. Và nếu mà các bạn có quan tâm những cái clip mà nhảy của Chariot Dance Team thì có thể nhấn vào cái chữ y hoặc là sẽ đợi kênh kết thúc video sẽ có hiện ra những cái dài hình ảnh. Ok. Không vừa làm chó. Vừa làm chó hả? Vừa làm chó không? Em ngồi.